Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thành đây. Và hôm nay thì tôi sẽ lại quay trở lại với cái chủ đề pet của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có được cái phiên bản Smoke Pack ở trên pet 2020 nhá. Đây là pet 2020 các bạn chú ý. Đây là cái pack đầu tiên mà tôi hướng dẫn cho các bạn ở trên pet 2020. Và nó thực ra là có từ lâu rồi nên nhưng mà bây giờ tôi mới có cơ hội để làm cái video này hướng dẫn các bạn. Những bạn nào đang sử dụng PS 2020 hầu như là các bạn sẽ chơi bản quyền thôi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sẽ cài được các cái patch, chúng ta có thể là cập nhật lại hình ảnh của các cái giải đấu cũng là tên các đội bóng nó đúng nhá. Ok, và chúng ta có thêm của đội tuyển Việt Nam nữa, thế mới tuyệt vời. Bây giờ thì các bạn sẽ phải lên cái trang gọi là tương.me này, chúng ta sẽ tải các thứ cần thiết. Ở đây thì các bạn sẽ tải cho mình đó là Smoke Pack All in One này, 20 All in One và cái Data Pack 3.1, 3.0.1 Fix đó. Đây và cả cái 20.0.2 nữa và các bạn tải hết về cho mình. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành cài đặt được. Ok, và mình tiện thể khoe bạn luôn là mình đang dùng cái trình duyệt Microsoft Edge mới khá là ngon, các bạn có thể thử dùng. Rồi thì mình đã tải sẵn hết ở trong này rồi và các bạn sẽ cài đặt theo các thứ tự cho mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cài cái 20.0 này, các bạn chỉ việc nhấn vào cái download này, các bạn chạy Smoke Pack này và các bạn chạy nhé. Chúng ta sẽ phải link đến đúng cái đường dẫn mà cái Steam nó đang chứa game. Ok. Đây, các bạn muốn biết là đường dẫn game của bạn nó ở đâu thì các bạn vào Steam. Vì đa phần các bạn sẽ sử dụng game bản quyền mà. Bạn sẽ vào đây, Profile, chọn Local File, các bạn chọn Pro Local File. Thì các bạn, đây, nó chính là cái đường dẫn game của bạn mà các bạn hãy trỏ đúng vào đây cho mình. Đây, Next. Next. Đây, thì nó sẽ trỏ đúng dân các bạn. Nó sẽ trỏ sẵn cho bạn cái đường dẫn này, các bạn xem đúng chính xác chưa. Chưa chính xác thì các bạn phải cho đúng vào đây nha. Các bạn nhấn tiếp Next tiếp tục thì nó sẽ cài đặt. Đó. Thì đấy là cái file đầu tiên. Tiếp theo đó là cái file 20.0.2 thì chúng ta cũng cài tương tự. lưu ý là khi mà các bạn tải về thì nó có các cái path như này thì chúng ta hãy giải nén ra. Bạn nào dùng WinRAR thì chúng ta có thể là nó có cái hình quyển sách, còn mình không dùng WinRAR mình sẽ dùng cái 7-zip này nó đỡ lỗi hơn và chúng ta giải nén nó cũng tương tự thôi. Đấy. Nhưng mà nó không hiện cái biểu tượng, nó nhìn cái file trắng này nhìn nó chán đúng không? Không sao, ok. 7 zip nó thế mà. Rồi. Các bạn sẽ cài tiếp đó là cái Smoke Pack 20.0.0. À nhầm. 0.2 chứ, chết. Lẫn đấy, lẫn lẫn lẫn. Các bạn sẽ chép cái này. Tương tự nhá, tương tự. Chúng ta sẽ chạy. Đây, run admin trader và tương tự thôi. Ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải chép cái này. Đây, những cái thứ cần thiết. Hai cái này thì các bạn sẽ chép cho mình vào thư mục chứa game. Chết mẹ, tự dưng lại tắt mất. Khổ thế chứ lại. Ngu người. Những pha chơi ngu người của Thành. Đây, các bạn sẽ bỏ vào download. Chúng ta sẽ... Đây, ví dụ các bạn muốn tạo một cái edit thì các bạn cho luôn file này để chúng ta nếu mà có lỗi thì nó backup lại. Paste vào đây. Đấy. Là ok. Rồi. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ tạo ra một cái file backup và chúng ta copy những file cũ vào đây. Còn sau đó chúng ta copy file mới vào tránh bị lỗi. Rồi. Tiếp theo thì đến lượt edit, các bạn phải chép edit vào file document. Document đây. Konami. Đây. Cái này. Đó, các bạn hãy vứt cái edit vào đây. Quên mất mình lại tắt mất rồi. Đây, các bạn bỏ cái edit vào đây. Paste thẳng đây. Thì như vậy chúng ta sẽ có được các cái chuyển nhượng, cập nhật các thứ. Và khi nào mà có thêm các cái chuyển nhượng cập nhật ở trên trang tương.me thì các bạn chỉ việc là copy edit vào hoặc là các bạn lại phải nếu mà chỉ là cập nhật chuyển nhượng ấy, thì chỉ việc sử dụng edit, còn nếu mà nâng cấp phiên bản mới thì các bạn lại phải cài thêm Smokeback đó, thì cứ lần lượt tương tự thôi.
Ok, và bây giờ mình sẽ vào game nhá. Chúng ta thử test xem là liệu nó ok không. Và các bạn lưu ý chúng ta phải tắt cái update của game này đi để tránh việc bị lỗi nhá. Nó phát hiện là lỗi thì chết. Game bản quyền mà nên chúng ta hãy tắt cái update của nó đi. Ok. Rồi. Và là game là thấy là ok rồi lại báo lỗi phát thì là cam lợn. Konami Smoke Pack. Ok. Có vẻ ổn nhỉ. Oh man. Chắc là được thôi. A few moments Ok, sau khi mà chúng ta đã vào đến đây thì nếu như cái tên của bạn nó chưa đúng ấy thì các bạn hãy nhấn cái phím ở trên bàn phím nhỉ, nó bảo leave update data uniform rating nhỉ. Các bạn nhấn này, ở trên tay cầm mình nó là cái nút là analog ở bên tay phải. Mình sẽ nhấn như này. Đó, và các bạn hãy chọn lựa chọn là leave update off thì chúng ta sẽ có được cái cập nhật. Nếu các bạn để on ấy thì nó sẽ bị sai đây. Ví dụ đây tôi sẽ để on cho các bạn xem. Nó sẽ về lại cái cũ. Các bạn chọn off nhé. Đó, English. Đấy, chúng ta hãy để leave off. Rồi. Ok. Ngon chưa? Giờ chúng ta sẽ các thứ nhá. Test các đội xem nào. Asia Ocean. Ok, có Việt Nam. Ui giời, Campuchia. Có Campuchia chắc chắn có Việt Nam rồi các bạn ạ. Đấy, ngon. Trời ơi, ngon 58 vậy, ít vậy. Vãi nồi 58 ạ. Bác xa rồi nào. Nó vào cho sấp mặt. Ui dồi, nhưng mà cái face của bọn nhà Smoke Bank nó làm chán lắm anh em ạ. Làm sai tùm lum cả lên. Nếu như các bạn có điều kiện thì chúng ta có thể vào cái mua cái VPL pack cho bản 2020 thì phải. VPL pack hay là gì đấy, đại loại là một cái pack của người Việt làm ra mà họ bán khá là rẻ. Dành cho những bạn nào yêu thích đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ có thêm đội tuyển với những cái khuôn mặt nó rất là chất lượng. Đây nó làm một vườn mà có cho có thôi. Ok đấy, mặt mini face rất ngon nhưng mà mặt ngoài đời thì đéo giống mini face cả, em mới buồn trở lại. Ok thử vào nhá, xem lỗi gì không. Không lỗi là ok luôn này. Các bạn lưu ý, điều các bạn phải lưu ý đó là chúng ta làm đầy đủ các bước theo đúng thứ tự và hãy tắt cái leave update, cái live update của nó đi thì nó sẽ hiện được tên các đội nó chính xác. Ok, chúng đã vào trận Việt Nam và Barcelona, căng quá nhỉ. Quá căng ở Việt Nam lại toàn những gương mặt rất lạ lẫm mà. Không thể tin nổi. Mặt làm rất vớ vẩn. Nhưng mà thôi, có hơn không anh em ạ. Méo mó, người ta bảo méo mó thì có hơn không. Đấy. Và chúng ta thử đá vài đường xem như nào nhé. Lỗi lầm gì không, văng game không nào. Ba sọc, nhìn cái giải ba ngày tôi nhớ ba sọc anh em ạ. Ê, mày khổ. Skip nào. Ok. Chắc không lỗi đâu nhỉ. Ngon lắm rồi. Ngon nó mượt như Ngọc Trinh này. Ok. Đấy, Việt Nam đàng hoàng luôn. Úi dồi ôi, truyền hết thì chết ngay, chết đồng đội anh em ạ. Rồi ok, thì video của tôi đến đây là kết thúc thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên là nhấn vào like và subscribe kênh để theo dõi những cái update mới nhất dành cho các cái phiên bản pet nhá. Rồi, xin chào các bạn. Tạm biệt.